Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Từ miền Nam California, Đỗ Tân Khoa và VN xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Little Sài Gòn TV băng tần 56.10. Hôm nay là ngày thứ ba trở lại làm việc cùng với VN. Chào VN. Em xin chào anh Đỗ Tân Khoa và VN cũng gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Vâng, quay chạy như con chào bác vậy đó. bữa nay cắt mấy tóc nhìn giống như cô nữ sinh gì đó. Để vậy con quay chào bác nữa. Sẵn đổi luôn đi, làm lễ cúng con chào bác luôn dạ. Đi. Bữa sau em sẽ chào anh như vậy ha. Không sao, mình già sẵn rồi, đâu cần phải đâu sợ đâu, đâu sợ bị đè bẹp đâu. Có anh nhìn còn trẻ lắm anh ơi. Oh, thank you. Chắc là trước khi mà lên đây là vì anh uống ly nước đường phải không? Và như thường lệ thì VN và Đỗ Tấn Quang sẽ mời quý vị cùng bước vào bản tin buổi chiều ngày hôm nay, mở đầu với phần tin Việt Nam. Giám đốc Sở Công an Cần Thơ dọa trấn áp người trên mạng xã hội vì chỉ trích nhà nước Cộng sản. Các nhà máy ở Việt Nam ngừng hoạt động lâu, đe dọa làm tê liệt hệ thống bán lẻ toàn cầu. Hàng hóa Made in China tăng 43% tiếp tục tràn vào Việt Nam. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi bản tin chi tiết, bắt đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, Giám đốc Sở Công an thành phố Cần Thơ ngày hôm qua đã tuyên bố sẽ trấn áp tất cả những người sử dụng mạng xã hội để đăng tải lời chỉ trích nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam của họ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận là Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho rằng khi Việt Nam bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong mùa đại dịch thì lực lượng công an cũng cần đề phòng mọi hành vi mà ông gọi là hoạt động phá hoại các thế lực thù địch và phản động. Ông Thuận nói rằng nhiều người thường đưa các vấn đề nhạy cảm và thông tin sai lệch lên mạng xã hội để phản đối chính sách của nhà nước. Một trong những nạn nhân điển hình của chế độ Cộng sản Việt Nam độc đảng hiện nay là ông Trung Hoàng Trương, người đã đăng bài chỉ trích vụ công an tấn công người dân giữ đất làng tại xã Đồng Tâm, ngoại ô của Hà Nội vào hồi tháng 9 năm 2020. Ông đã được trả tự do vào hồi tháng 6, sau 6 tháng khi hoàn tất bản án 18 tháng tù giam. Ông Trung Hoàng Trương cho rằng ông chỉ bày tỏ ý kiến cá nhân về chính sách cai trị của nhà nước Cộng sản Việt Nam, chứ không làm gì sai đến mức phải ngồi tù 1 năm rưỡi. Người thứ hai đó là ông Nguyễn Trí Doan, 42 tuổi, là cư dân thành phố Cam Ranh. Ngày hôm qua cũng bị tòa tỉnh Khánh Hòa kết án 7 năm tù với tội danh đưa lên mạng xã hội các bài viết phản đối luật đặc khu. Và theo các nhà phân tích chứng khoán của Bank of America, thì các nhà máy ngừng hoạt động một thời gian dài ở Việt Nam có nguy cơ làm tê liệt hệ thống bán lẻ quần áo và giày dép khắp thế giới từ nay đến năm 2022. CNBC dẫn phúc trình nghiên cứu của Wall Street nói rằng việc phục hồi hoạt động sản xuất ở Việt Nam diễn ra quá chậm so với dự đoán và cho rằng các công ty kinh doanh trên thế giới quá lạc quan về kế hoạch nhanh chóng hòa nhập vào nền kinh tế thị trường thế giới của Việt Nam. Theo Bank of America, thì việc phục hồi hoạt động ở các nhà máy sản xuất quần áo và giày dép tọa lạc ở tại miền Nam của Việt Nam diễn ra chậm hơn nhiều so với miền Bắc. Việc tạm dừng sản xuất trong suốt 4 tháng qua đã làm cho các công ty sản xuất giày và quần áo thể thao như Adidas và Nike bị tổn thất nặng nề. Theo Bank of America, thì các nhà máy ở Việt Nam của các công ty khổng lồ trên đã mở cửa trở lại, nhưng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 vẫn thấp đáng kể so với các quốc gia trong vùng. Theo nhà kinh tế Mohammad Faiz Naguta của Bank of America, thì các nhà máy ở Việt Nam vẫn đang bị buộc phải tuân thủ các nguyên tắc hoạt động nghiêm ngặt và phức tạp, có thể cản trở năng lực quay trở lại làm việc của nhân viên và người lao động, ngoài nguy cơ gián đoạn hệ thống cung cấp vật liệu tại Á Châu hiện nay. Puma đã lên tiếng báo động nguy cơ bị thiếu hụt sản phẩm trong năm tới vì sự gián đoạn hệ thống cung cấp hàng hóa từ Việt Nam.
Trong khi đó, thì lượng hàng hóa vận chuyển giữa Việt Nam và Trung Quốc qua hai trạm hóa xa ở cửa biên giới Lào Cai và Đồng Đăng, 9 tháng đầu năm 2021, xấp xỉ 840.000 tấn, tăng 43% so với cùng giai đoạn của năm rồi, được coi là kết quả của sự phối hợp hoàn hảo giữa hai ngành hóa xa Trung Quốc và Việt Nam. Bất chấp đại dịch COVID-19, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng hỏa xa giữa hai quốc gia tăng hơn 57% so với cùng giai đoạn của năm rồi. Và hầu hết các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang lần lượt mở cửa trở lại để tiếp nhận du khách ngoại quốc như là Ấn Độ và Mã Lai trong tuần này, cùng với Singapore, Thái Lan, Fiji và Úc đã bắt đầu từ Chủ nhật. Còn Campuchia cũng đã lên kế hoạch hủy bỏ quy định buộc du khách ngoại quốc đã tiêm đủ 2 liều vaccine phải kiểm dịch và các đoàn du khách ngoại quốc đầu tiên sẽ đến Việt Nam vài ngày tới sau hai năm đóng cửa vì đại dịch bùng phát. Trong số các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á hiện nay, thì số ca nhiễm COVID-19 ở Singapore vẫn ở mức thấp. Theo Oxford Economy, thì Malaysia, Australia và New Zealand là các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương có thể mở cửa trở lại vì tỷ lệ tiêm chủng cao và số ca nhiễm COVID-19 đã giảm thấp. Nhiều người Việt Nam hy vọng ngành du lịch toàn cầu sẽ hoạt động trở lại trong vòng 6 tháng tới, mặc dù vẫn còn phải áp dụng một số biện pháp hạn chế. Kết quả của cuộc khảo sát của Welcome Back Travel cho thấy khoảng 60% người Việt Nam được hỏi ý kiến cho biết họ hy vọng Việt Nam sẽ mở cửa trở lại để tiếp nhận du khách ngoại quốc trong vòng 6 tháng tới. Số người được hỏi ở độ tuổi từ 45 đến 54 tuổi tỏ ra lạc quan về việc thực hiện kế hoạch du lịch Á Châu, chiếm tỷ lệ 52% so với 38% người trong độ tuổi từ 25 cho đến 34. Tuy nhiên, chỉ có 27% tin rằng Việt Nam sẽ mở lại hoàn toàn biên giới vào cuối năm nay. Khoảng 20% không mong đợi việc đi lại trong nước sẽ trở lại bình thường cho đến khi 80% dân số Việt Nam được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Và Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam hôm nay ghi nhận 8.100 ca nhiễm COVID-19 và Sài Gòn, An Giang, Bình Dương vẫn là 3 địa phương dẫn đầu số bệnh nhân. Họ cũng cho biết gần 4.000 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam đang trong tình trạng nguy kịch với gần 400 người đang phải thở máy. Và trong khi đó, tính đến ngày 14 tháng 11 thì chỉ mới có khoảng 11 triệu liều vaccine được sử dụng để tiêm cho 32 triệu người ở khu vực miền Nam của Việt Nam. Vừa rồi là các bản tin Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới sau một số các thông tin thương mại của đài.